định ra hỗ trợ chồng à? Ừ. Đấy, ông xây này đây này, một đống này, chẳng dài ra tận đường nhỉ. Quay được Cửu Vạn đây này. Đây, ông Cửu Vạn đây. Đấy, thuê từ sáng nay vì không thuê được máy xúc đấy ông ạ. Đấy, Vần và Tịnh trận ông kia hiu bị rốt vào rồi nhỉ. Thôi mua đồ ăn đâu, anh đòi mua bánh mì. Anh mua cho hai cái bánh mì kẹp thịt với xúc xích được không? Ừ, thì thôi để cho cứ ở đây làm đi. Nước thì chốc nó thiếu thì bảo ông công lấy cho ông được. Cứ cho anh bình nước vối thôi nhé. Đá ừ. Hiu phải rốt lại này ông này. Lập. Đạt lắm không? Nằm ơi lầm. Lập.